Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào Thầy. Con kính bạch Thầy. Con lên tên là Hoàng Thị Nhung, pháp danh Tâm Phước. Con xin Thầy bố thí trả lời cho con một câu hỏi. Con tụng kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên đã được 2 năm. Con có thỉnh một bức ảnh Địa Tạng về đặt lên ban thờ gia tiên của gia đình. Con muốn treo lên hoặc kê cao lên, nhưng chồng con không đồng ý. Chồng con chỉ cho đặt khung ảnh Bồ Tát Địa Tạng trên ban thờ, cạnh bát hương gia tiên. Con thưa Thầy, đặt như vậy có bất kính không ạ? Con xin Thầy hoan hỷ trả lời cho con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy con Phật tử hỏi và cũng có băn khoăn. Theo chùa, theo Thầy đã 2 năm tụng kinh Địa Tạng, có thỉnh bức ảnh của tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng về để lên trên ban thờ, muốn treo lên cho trang nghiêm nhưng chồng không cho treo. Vậy chỉ được cho để trên ban, chắc là để ngang ngang sang bên cạnh thôi. Thế Phật tử ấy có thắc mắc và có hỏi rằng như vậy thì có bất kính không? Các cụ và các Phật tử chúng ta thấy đấy, đúng là các cụ chúng ta ngày xưa nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh là thế đó. Còn xin thưa với các quý vị, theo như trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật dạy, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết rằng nếu mà sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay được gặp Phật Pháp rồi lại được gặp, còn được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát mà cung kính đỉnh lễ cúng dường, đây là công đức vô lượng vô biên. Đây là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng mới có được, chứ không phải là một sớm một chiều ai được thân người cũng được gặp đâu, mà ai gặp cũng tin được đâu. Đấy, cho nên ở đây phải khẳng định là gì? Tất cả các Phật tử chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, lại được cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là được thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì đây đều là những người có nhân duyên, có thiện duyên nhiều đời nhiều kiếp mình gieo trồng với Tam Bảo rồi. Nhưng nay Phật tử này gặp một chút cái chướng, đó là tuy thỉnh được tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát về rồi mà để lên trên ban thờ thì được rồi, nhưng mà muốn treo lên trang trọng chính giữa thì lại chưa được. Đấy, có nghĩa là để ông chồng ở đây cũng thuộc dạng là gia trưởng cố chấp, có thể nói là còn ít hiểu biết về đạo Phật của chúng ta. Chắc chắn trường hợp này là gia trưởng cố chấp và là ít hiểu biết về Phật giáo nữa. Chắc cứ nghĩ rằng ở nơi chính giữa là phải gì ạ? Gia tiên chúng ta ngự, chứ còn chư Phật Bồ Tát là treo lên đấy thì gia tiên không được ngự ấy, thần linh không ngự được, cái là gia tiên không ngự được, vân vân. Hiểu như thế là cái hiểu thế tục, quá thế tục, quá là theo cái hiểu của thiền cận của thế gian. Có treo ảnh của chư Phật Bồ Tát lên đó, chư Phật Bồ Tát chắc gì cũng đã về ngự, khi mà cái tâm của mình không thành kính, không tôn trọng và không hoan hỷ. Cho nên họ cứ nghĩ rằng làm như vậy thì treo lên chính giữa như vậy thì gia tiên mất chỗ ngự, mất chỗ ngồi. Phật Bồ Tát ngồi đấy rồi thì còn ai dám mà ngự ở đây nữa, vân vân. Ai dám về ở đây nữa, không phải. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở trên thế gian này chỉ vì một cái mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai tức là mở, thị tức là báo. Báo cho chúng sinh gì? Ngộ và vào, nhập tức là vào, vào được cái chi kiến của Phật, tức là gì? Hướng dẫn cho chúng sinh phá mê khai ngộ, mau chóng thành Phật, đoạn ác tu thiện để thành chính giác phổ độ chúng sinh. Các ngài cũng đâu có chấp vào cái pho tượng hay cái ảnh đấy, các ngài mới đến đâu, cũng không quan trọng cái đấy.
Nhưng ở đây chúng ta là phàm phu, chúng ta nương vào cái tịnh tướng, cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư gọi là tịnh tướng, tức là cái tướng thanh tịnh. Chúng ta nương vào có thể phát khởi thiện tâm và trừ bỏ ác tâm. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy chúng ta mà tạo tượng, làm chùa, đúc chuông, ấn tống các kinh sách để hoằng truyền chính pháp thì công đức vô lượng là như thế. Nương vào cái tướng thanh tịnh ấy để được phá mê khai ngộ, để được đoạn ác tu thiện, vân vân. Đó chính là việc làm tốt. Còn Phật tử này có thắc mắc là nếu mà chồng không cho treo chính giữa như vậy thì để ở trên bàn thờ, để bên sườn có ảnh hưởng gì không? Có phạm tội bất kính không? Cũng không sao. Chư Phật Bồ Tát cũng không trách chúng ta đâu. Thậm chí chúng ta không để lên trên bàn thờ, chúng ta treo ở cái tường, bức tường đối diện với bức tường bên sườn thôi được, cũng không sao. Chư Phật Bồ Tát vẫn cứ hoan hỷ. Ngài đâu có trách chúng ta đâu. Không trách. Đến thầy đây còn tham sân si mà thầy còn không trách chúng ta, ai chư Phật Bồ Tát lại trách? Có thể thầy vừa giúp đỡ cho gia đình chúng ta xong, mấy ngày hôm trước, mấy ngày hôm sau các vị gặp thầy ngoài đường, gặp thầy còn chẳng chào, thầy cũng đâu có trách đâu. Không trách. Hơn chục năm trước có cái trường hợp có cái đứa con của cái gia đình cũng cách xa đây mấy cây số, nó cũng tế nhị, tí thì không nói tên. Con người ta bị điên khùng khùng ấy. Thế là năm đó hình như năm 2008, 2009 gì đó, phải đến hơn chục năm nay. Điên khùng khùng đấy thì thầy lễ cho người ta khỏi. Lễ xong về cúng lễ đến nhà, xem cả đất cát nhà cửa, xoay hướng ban thờ, hướng bếp rồi các thứ cho nữa, để cúng cho cái lễ ở nhà nữa, ở hồi hướng cho ở chùa nữa. Thế là một thời gian sau nó khỏi. Từ cái chỗ điên khùng khùng khỏi. Mà rõ ràng mình vẫn còn nhớ cái chú ấy. Vẫn nhớ cái chú ấy. Mà có một hôm thì thầy đi ra ngoài đường đi rửa xe. Đi rửa xe. Thế là thấy chú ấy, mình vẫn nhớ cái chú ấy, mặc dù là mấy năm rồi nhưng mình vẫn nhớ. Chuyện nó xảy ra cái làm lễ thì hơn chục năm nay. Nhưng mà cái mà đi rửa xe cách đây hình như năm 2015 hay 14 gì đấy thì phải. Tức là mấy năm sau. Mình đi rửa xe thì thấy chú ấy với mấy người bạn ấy, đi đâu về khật khà khật khừ cũng đến rửa cái xe. Thế xong rồi có cái chú bên cạnh chú ấy hỏi là xe nhà chùa có bán không? Bảo không, nhà chùa đang xe đang đi làm gì bán. Thế là cái ông kia, ông sang ông nói vài cái câu không hay tí nào. Mà chính cái người ngày xưa mà mình thì mình lễ cho con người ta khỏi bệnh, tôi thì vẫn nhớ. Nói là tôi cứ nói trên hội trường là tôi chỉ nhớ kém thế thôi, thậm chí không phải đâu, cũng nhớ ra phết đấy. Cái gì cần nhớ tôi nhớ ra phết đấy các vị ạ. Đấy. Trên hội trường thì tôi khiêm tốn, tôi hạ mình, tôi bảo chỉ nhớ tôi kém thôi. Thực sự là cũng không phải là dạng vừa đâu. À. Mấy năm rồi tôi vẫn nhớ rõ ràng, vì nhà con trai người ta điên, mình lễ cho người ta khỏi. Cũng đến chùa lễ được đâu vài tháng hoặc gì đó, vài tuần tháng hoặc một ngày rằm ngày xưa, cũng gần ngay đây có mấy cây nữa mà, 3-4 cây. Ở ngay dưới, ban dưới La Gián, Cổ Đông, ban dưới Lục Quân, ở cái đoạn ngã ba Hòa Lạc cũ ấy, ngay đấy, qua cái trạm bưu điện tí, qua cái trạm bưu điện Hòa Lạc cũ tí. Thế chú ấy, trong mấy anh em cùng đi nói, hỏi mua xe, mình bảo không, xe nhà chùa đang đi không bán. Thế là thôi, thế là nó nói vài câu không hay một tí nào. Thôi tôi cũng không muốn nhắc lại làm cái gì, nhưng đại ý là không hay một chút nào. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi vẫn cứ cười. Thế có thể chú ấy không nhận ra thầy, vì ngày xưa thì thầy gì? Gầy. Bây giờ thì nó béo ra như chư Bát Giới ạ. Ngày xưa thì như Tôn Ngộ Không, còn bây giờ thì như chư Bát Giới, cho nên là chú ấy chắc là không nhận ra, cho nên gì
cứ thế là phủi vài câu ra, mà thầy không nói gì, thầy không nói gì cả. Đấy, chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này đôi khi nó như thế đấy. Nhưng mà đấy, thầy đâu có trách đâu. Đến hôm nay thầy mới tiện đây thì mới nhắc ra cho chúng ta nghe trong hội trường này thôi, chứ chuyện này thầy chưa nói với ai bao giờ, hôm nay mới nói nhỏ với các vị thôi. Hôm nay mới nói nhỏ với các vị đừng đi nói với ai nhé. Không, thực sự là chuyện này hôm nay tôi mới nói ra, ghi nhận ở trong lòng biết như vậy thôi. Đấy, để các vị thấy, nó tiện đây mới nói ra là đến tôi còn không chấp, thầy còn không chấp các Phật tử, huống chi là chư Phật Bồ Tát, đúng không? Thầy còn tham sân si đầy giấy mà đâu có chấp đâu. Người ta nói xong rồi mình ghi nhận trong lòng, biết vậy và buông đi, thì chắc chắn tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không chấp, không trách cứ là tại sao các ngươi không treo ảnh ta lên giữa ban thờ nhà các ngươi để lễ bái ta, để cung kính, để đỉnh lễ, để cúng dường ta. Tôi nghĩ không bao giờ chư Phật Bồ Tát nghĩ như vậy, chứ đừng nói là chư Phật Bồ Tát làm như vậy. Nghĩ còn không có, chứ đừng nói là gì làm. Ở đây nếu mà chúng ta gia đình hòa thuận, vợ chồng con cái trên dưới bảo nhau, mà chúng ta cùng an trí được cái tranh ảnh hoặc tôn tượng của chư Phật Bồ Tát lên ở chính giữa ban thờ, cái phần trên cao, cái chỗ trang trọng nhất để cung kính, để đỉnh lễ, để cúng dường, thì xuất phát từ cái tâm thành, từ cái sự hòa hợp, từ sự đồng tâm nhất ý vợ chồng con cái, bố mẹ anh em trong gia đình đều một lòng một dạ cung kính thờ Phật như thế, thì công đức vô lượng. Còn nếu chúng ta chưa được như thế thì công đức đương nhiên nó cũng còn khuyết khuyết đi một chút xíu ở trong nhà. Có thể đấy, vợ thì nhất tâm nhưng mà chồng chưa hoan hỷ, thì công đức của vợ thì được thì 10 phân vẹn 10, còn chồng thì chỉ được ở chút xíu thôi. Còn cả gia đình mà đều tâm thành được thì đương nhiên công đức cái chia đều 100% cho tất cả, có phải là quý không? Đó, cho nên ở đây thầy nói như vậy để Phật tử này cũng đừng có buồn phiền, đừng có lo lắng, đừng có phải sợ sệt rằng mình làm như vậy là có tội lỗi, là chư Phật Bồ Tát không chứng cho mình. Có, Bồ Tát vẫn chứng cho mình. Nhưng nhân lành ai gieo người ấy hưởng, quả xấu ai trồng thì người ấy gặt. Chồng của mình do chưa hiểu, do cố chấp, cho nên cho mình để lên ban thờ nhưng không cho treo chính giữa thì thôi, đấy cũng là gì, được 50-50 rồi. Sợ mang về ông ấy bảo mày mang đi đâu thì mang, tao cấm không để mày được để lên ban thờ nhà tao, thì đấy mới gì, mới lo. Ông vẫn cho đặt lên ban thờ tốt rồi, thế là cũng được 50-50 rồi. Đó, cho nên theo thầy thì thôi, về mình cứ tu đi, xong rồi cầu nguyện chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho. Và mình phải thay đổi bằng chính cái gì ạ? Cái tâm mình nữa, cái ý nghĩ mình nữa, cái lời nói của mình nữa, cái hành động việc làm của mình ấy, được thể hiện ra cuộc sống hàng ngày với chồng, với con nữa, với cháu nội, cháu ngoại nữa, với các cụ hai bên nội ngoại nếu còn nữa, với hai bên họ hàng nội ngoại nữa, vân vân, với hàng xóm láng giềng nữa, thì dần dần mình sẽ cảm hóa được chồng mình. Vì sao mà cảm hóa được? Trước đây mình cũng cố chấp, mình cũng tham sân si, nhưng bây giờ mình tu dần dần mình giảm bớt đi cái cố chấp, cái tham sân si ấy, mà mình lại trở thành con người tốt lên, hòa đồng được với mọi người, được lo lắng được cho chồng con nhiều hơn. Tu nhưng vẫn phải lo lắng, tròn cái trách nhiệm của người làm vợ, người làm mẹ, người làm bà, người làm con cái, nếu như bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ vẫn còn, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng tu như thế mới là thực sự là người Phật tử tu hành ở trong gì, trong cửa Phật tại gia của chúng ta. Làm được như thế, tôi nghĩ rằng không chỉ cảm hóa được ông chồng cho treo ảnh ở giữa ban thờ đâu, mà thậm chí dần dần ông chồng lại còn gì ạ, bà học Phật ở đâu mà giỏi thế. Bảo lúc đó thì tiện đó thì nói luôn, khoe luôn, đúng không? Khoe luôn học Phật ở đâu? Học Phật ở trên thiên đình nhá hả? Hay là học Phật ở đâu? Học Phật ở Tây Phương Cực Lạc hả? Học Phật ở đâu lúc đó nói ra. Và thì hướng gì? Hướng cho
ông là thôi hôm nào đi chùa, hoặc đặc biệt nếu mà xuân hội này may mắn cho đất nước, dân tộc, tổ quốc chúng ta mà khống chế được đại dịch Covid thì xuân hội này chúng ta đi lễ vô tư. Đầu xuân mời ông đi gì? Ông đi cùng lên thắp hương lễ Phật, đi chùa vắng cảnh đẹp lắm, chuẩn bị cái máy ảnh cả nhà chụp ảnh với nhau cho sướng. Đó. Cho nó hoành tráng. Đó. Thế rủ khéo vào, cả nhà thì ăn mặc sắm cho ông bộ quần áo com lê ca la vát hoành tráng vào. Chiếc giày đinh bóng loáng vào cho ông ấy diện, sướng ngay mà. Đó. Mình làm cái áo dài đẹp muốt vào nữa, nhưng đừng có chim cò. Áo dài đẹp muốt hoặc thì áo gì nó thôi, mặc nó ấy thôi, đừng có lóng lánh quá. Có tuổi rồi thì thôi nhường cái đấy cho lớp trẻ, không có nó ghen. Lên đi lễ, trước lễ Phật sau gì chụp ảnh lưu niệm với nhau cả nhà hoan hỉ vui vẻ như thế. Đấy, cảm hóa có nhiều cách các vị ạ. Không phải cứ về bảo là ui giời, tu đi, ông không tu thì gì, sau này vào địa ngục đấy. Tu đi, tu đi để về Tây Phương Cực Lạc, không tu vào địa ngục. Như thế là ông ấy gì ạ, người ta lại càng bực mình lên. Cũng là một cái kiểu để dẫn họ vào đạo, hoằng pháp, lợi sinh, nhưng chúng ta hoằng thế nào đó cho họ hoan hỷ, cho họ nghe theo lời chúng ta. Đó. Mà muốn làm được điều đó chúng ta phải thay đổi mình trước đã, trở thành người tốt trước đã thì mới gì hướng dẫn họ được. Đó, trường hợp đấy thầy xin giải thích như vậy.